mỗi ngày một sự kiện. Tổng thống Nga Vladimir Putin thách thức virus corona để khẳng định quyền lực là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Vào lúc mỗi ngày vẫn có thêm từ 6 cho đến 7 ngàn ca dương tính với virus corona, chính quyền Nga huy động cử tri tham gia một cuộc trưng cầu dân ý dưới tên gọi chính thức là một cuộc bỏ phiếu quần chúng để sửa đổi hiến pháp cho phép Tổng thống Vladimir Putin nắm quyền cho đến năm 2036. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Tổng thống Putin, người đã nắm trọn quyền lực, lại cần đến sự đồng thuận của cử tri Nga, và Điện Kremlin đang toan tính những gì qua việc duy trì cuộc bỏ phiếu lần này trong lúc mà nước Nga đang phải đối mặt với đại dịch. Nước Nga bước vào một tuần lễ trưng cầu dân ý kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 1 tháng 7. Cuộc bỏ phiếu lần này được kéo dài trong một tuần lễ do đòi hỏi phải tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, bảo đảm an toàn về mặt y tế. Dù vậy, văn bản sửa đổi hiến pháp mở đường cho ông Putin tiếp tục điều hành đất nước cho đến năm ông 84 tuổi đã được Quốc hội Lưỡng viện Nga thông qua từ đầu năm nay. Kết quả cuộc tham khảo ý kiến người dân lần này cũng gần như là đã được báo trước. Thế nhưng Điện Kremlin vẫn muốn có một cuộc bỏ phiếu nhằm tăng thêm bề dày cho quyền lực đã hoàn toàn trong tay ông Putin kể từ năm 2000. Sự kiện này được dự trù vào tháng 4. Nhưng COVID-19 đã buộc chính quyền Nga phải rời lại cho tới hôm nay. Trả lời đài Euronews, sử gia Sergei Radchenko, chuyên nghiên cứu về thời kỳ chiến tranh lạnh, trưởng khoa luật và khoa khoa học chính trị tại Đại học Cardiff ở Anh Quốc giải thích, kết quả trưng cầu dân ý lần này đã được biết trước, bất luận người dân Nga có nghĩ gì đi chăng nữa về Vladimir Putin, nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin thì trò hề dân chủ này vẫn quan trọng. Đơn giản là vì sự kiện này cho phép Tổng thống Nga chứng tỏ ông là một nhà dân chủ. Các vị sao hoàng xưa kia nhận được sứ mệnh cai trị đất nước từ các đấng thiêng liêng, còn Putin thì nhận được sứ mệnh từ nhân dân. Tổng thống Nga muốn tạo dựng một cơ chế pháp luật để chứng minh cho tính chính đáng của ông ở Điện Kremlin. Ngoài phần hình thức, như sử gia Sergei Radchenko vừa giải thích, tuần lễ trưng cầu dân ý lần này còn quan trọng đối với ông Putin ở chỗ uy tín của nguyên thủ Nga trong mắt công luận đã liên tục suy giảm từ mùa xuân 2018, dịch COVID-19 và nhiều tuần lễ nước Nga tự phong tỏa để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan càng làm lộ rõ những khó khăn về kinh tế của nước Nga. Vậy phải chăng do hào quang đang bị nhạt mờ cho nên Tổng thống Nga sẵn sàng thách thức cả dịch COVID-19 để tổ chức cho bằng được cuộc trưng cầu dân ý mà kết quả đã được biết trước. Cho đến ngày hôm qua, đô trưởng Moscow vẫn kêu gọi người dân xem lễ duyệt binh mừng 75 năm kết thúc chiến tranh qua đài truyền hình. Cách đây 2 hôm thì nước Nga ghi nhận thêm 7.425 ca nhiễm virus corona và đang vượt ngưỡng 600.000 bệnh nhân. Ngay cả một tờ báo trung thành với chính phủ là tờ Nezavisimaya Gazeta cũng đã phải cho rằng Tổng thống Putin hủy dịch để tổ chức cho bằng được một cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay. Điện Kremlin cần trông thấy hình ảnh cử tri Nga ồ ạt đến các phòng phiếu. Để đạt được mục tiêu đó thì nhiều vùng miền đã tổ chức các cuộc xổ số với những lô độc đắc giá trị hay tổ chức tặng quà cho cử tri. Báo Le Monde được tiết lộ, thủ đô Moscow chẳng hạn đã dự trù hẳn một ngân sách 130 triệu euro để quà cáp cho những ai thi hành bổn phận công dân. Các nhà quan sát thường được gửi đến các phòng phiếu lần này phải có giấy phép của chính quyền địa phương thì mới được tác nghiệp. Đáng chú ý không kém, theo như ghi nhận của thông tín viên tờ Le Monde từ Moscow, là các cử tri không cần phải trình giấy tờ tùy thân mà chỉ cần một chữ ký là đủ khi thi hành bổn phận công dân.